quý vị, những nhân vật của chương trình Ngôi Sao Đương Thời thật là phong phú. Mỗi một người có một xuất phát điểm khác nhau. Có người gia đình không ai làm nghệ thuật, thế mà say mê theo đuổi để trở thành ngôi sao. Cũng có những người truyền thống gia đình được nối tiếp từ đời này sang đời kia, và tất cả những tâm sự đó quý vị làm sao có thể tìm được trong các vở diễn, làm sao có thể tìm được trong những bài hát. Thanh Bạch muốn đưa quý vị đến với câu chuyện chỉ có trong Ngôi Sao Đương Thời. Và hôm nay là một nhân vật được sinh ra và lớn lên trong truyền thống nghệ thuật của cả gia đình dòng họ. Thanh xuân của anh chính là lời thoại, ánh đèn, sân khấu. Chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt đã cảm nhận được cái thần trong anh. Hãy cùng hướng về đại lộ ngôi sao để cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Hữu Châu thân mến, đến với Ngôi Sao Đương Thời này thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ai mà bận ban đêm đi diễn coi không được thì coi vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Yeah. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Anh em mình qua đây ngồi nói chuyện. Em ngồi đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị. Đây là một cái người nghe tiếng đàn, tiếng hát, tiếng ca từ trong bụng mẹ. Không biết cái ảnh hưởng từ gia đình với con người Hữu Châu như thế nào? Nói chung là gia đình nghệ thuật của Hữu Châu, của em là 100 năm rồi. Từ đời ông nội là... ông nội là nghệ sĩ Năm Nghĩa, là người có cái công là chỉnh lại cái bài Dạ Cổ Hoài Lang trở thành là nhịp 8. Nó là một cái tiền đề để cho thành một cái bài vọng cổ như bây giờ mà sân khấu cải lương đang sử dụng. Còn bà nội của Hữu Châu chắc là các vị lớn đều biết, đó là bà Nguyễn Thị Thơ, là bà bầu thơ, được mệnh danh là bầu của các ông bầu bà bầu. Có nghĩa rằng là những nghệ sĩ mà diễn trong đoàn cải lương Thanh Minh sau này ra làm bầu, trước khi làm bầu đều là diễn viên, người của đoàn là dưới quyền của bà nội. Cho nên bà nội là bầu của những ông bầu và bà bầu. Và bà nội rất là giỏi, tánh tình rất là đàn ông. Cho nên con cháu trong nhà ngay kể má ba, má ba là Thanh Nga đó, Hữu Châu gọi là má ba. Ngay cả má ba cũng vậy, là một phép với nội, không có làm khó được với nội. Bà nội là đúng cái câu là tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc á. Bà nội nói rằng là nếu không trị được con cháu trong nhà thì không bao giờ trị được một cái đoàn hát. Mà một đoàn hát ngày xưa là cả trăm mấy chục người mà một tay bà nội quán xuyến. Thế thì nghệ sĩ Hữu Châu được lớn lên trong một môi trường như vậy, từ nhỏ chắc là đã thấm nhuần những cái điều đó rồi đúng không? Nó có những cái bài hát, nó có những cái dụ như Ú Liêu Ú Sáng hay là Khổng Minh Tọa Lầu, ví dụ như thế, là không cần phải học nữa, là cứ ngồi cánh gà suốt, nghe suốt từ còn nhỏ. Cho nên cái thành ra là nhiều khi không nhớ cái bài đó là tên gì, mà chỉ cần hát lên cái là biết hát, đờn lên cái là biết đờn. Có nghĩa là nhịp nó nằm ở trong máu á. Bởi vì hồi xưa khi mà má của Hữu Châu mang thai Châu, lúc đó má Châu là ham hát lắm, mà bụng mang thai đã lớn rồi, nhưng mà má đóng vai Kim Hoa bà ở trong cái vở mà Đồ Long Đao Ỷ Thiên Kiếm á, là lúc có đó Hữu Châu xem phim đó, Hữu Châu nằm trọng là nằm trong bụng, mà má ham hát quá đi, cho nên má mình nịch bụng cho nó nhỏ bớt để mà đóng cái vai đó, mà đó là tuồng trưởng mà, cho nên có móc dây bay. Bà già bay dữ lắm. Thì lúc đó là nghe tin một cái đoàn hát bạn có một nghệ sĩ tên tuổi đứt dây bay té gãy chân, cho nên bà nội mới không cho bay nữa, nhưng mà vẫn hát. Là ý Hữu Châu kể câu chuyện này để cho thấy là làm như từ ở trong bụng mẹ rồi, rồi nịch bụng chắc là có lẽ là nịch ngang cái đầu em hay sao anh. Cho nên bây giờ cũng hơi khùng khùng mà làm bé Hữu Châu hồi nhỏ như thế nào? Phá phách, ngoan hiền hay là lý lắc? Pha lắm, pha lắm. Hồi đó đóng lúc mới có chừng 3-4 tuổi ở trong cái vở Mỹ Nhân và Loạn Tướng, thì lúc đó nghệ sĩ Việt Hùng còn sống, đóng vai tướng là bắt con nít để mà móc mắt.
thì bác Hữu Châu đưa lên như vậy, lúc em còn nhỏ anh. Thì bác Việt Hùng có một bịch máu là kêu là bịch siro á, ở trong đó có hai trái táo tàu, chỉ cần để vô cái ống bóp cái bịch này thì cái bịch này nó bể thì nó mới văng cái máu ra, thì nó lọt ra hai trái táo, thì máu nó tạt lên mặt mà siro không à, thì là la á lên. Hồi nhỏ đâu có biết cái gì, bắt diễn lại la á lên cái rồi ông bỏ hai trái táo vô bị ông mang, thì vuông mò chạy vô rợi ngay bà nội lãnh lương, bà nội để một cắt hụp đó là mua được cây cà lem. Là nếu mà nói đi hát từ hồi trong bụng mẹ cũng được, hay là đi hát hồi lúc đó cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà đó con nít bình thường á mà bị một cái siro thôi mà nó đạt trong mặt là cay con mắt là khóc. Không, chắc là trời sanh ra để đi hát á, cho nên có máu trong người. Còn nói hồi nhỏ phá lắm, cái trống chầu tuồng Thái hậu Dương Văn Nga ở dưới nó lủng, ở trên còn cái mặt trống còn xài, nó dụ con nít cùng lứa với nhau ở trong đoàn, cũng con có mấy chú hậu đài dàn cảnh, dụ nó chung trốn đậm. Rồi cái lấy dùi giỏ, trời ơi, gõ lên trên một hơi, mở cái trống tròn nhỏ chung ra nhỏ ra nè. Trời ơi, nó mét bà nội đánh quá trời đánh luôn, bà nội chửi không còn non nước nào. Rồi cái phá nữa mới 12, 13 tuổi cũng được trổ mã rồi cao ráo lắm, mới làm dân làng ở trong tuồng tiếng trống Mê Linh, làm dân binh Việt Nam. Thì có cái chị đó là đoàn đi hát ngoài Bắc, anh hậu đài là anh tên Rớt, thì ảnh quen được cái cô đó, cái hai người thương nhau, cái bà nội mới thấy thương quá, bà nội mới cho hai người làm đám cưới và bà nội đem đi theo đoàn luôn, cho chỉ theo đoàn luôn, bà nội nuôi luôn, bà nội cho chỉ theo đoàn thì phải cho chỉ làm cái gì đó để chỉ có lương, mới cho chỉ làm tỳ nữ, có nghĩa là làm mấy cái giai nữ mà quần chúng, thì chỉ cũng đóng dân làng, cũng làm mặt lên gắn lông mi rồi mắt xanh rồi đàng hoàng. Thì giờ ra làm sao hả em Châu hả, nói chị ra chị thấy em làm gì chị làm y cái đó, thì ra cái giặt ào tới, thì dân làng phải trừng trộ lại, hùng hổ lại, thì mình làm bộ mình làm vậy mà thiệt sự mặt mình cũng son phấn, mình chỉ làm nhẹ nhẹ vậy thôi chứ mình đâu có chà sát đâu vậy chi. Cái bà thấy mình làm vậy cái bà cũng y bà chà, bà chà dạng hơi lông mi rồi mắt mày nó lem tùm lum tà la, nó vô bị bà nội đánh nữa. Mê cải lương như vậy, hát diễn rồi đi theo, không làm kép cải lương. Mà bà lấy hết giọng rồi. Đối với nghệ sĩ thì má ba quá ư là toàn vẹn về đào hát rồi, cho nên bao nhiêu má ba lấy hết rồi. Đóng hài thì chú Sáu Quất cũng lấy hết rồi, không có chừa lại cái gì hết. Bây giờ chỉ chừa lại cho mình có được cái khùng để làm diễn viên, đóng chính kịch vậy thôi. Cho nên không có hát, ca thì không hay bằng má ba. Hài thì nhờ có học trong trường nên đi theo cái hài tình huống, cái hài xuất phát từ câu chuyện của trường đã dạy. Và nhắc đến từ trường thì có lẽ cái giai đoạn tuổi thơ của Hữu Châu quá tuyệt vời, tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp. Thì tại sao với cái đà đó, bởi vì trong cái ngành hát dân tộc của mình là cải lương á, và không theo con đường đó mà lại quyết định thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Lúc đó thì bản thân Châu thấy rằng là con đường cải lương á, làm kép cải lương á, thì mình là không có giọng ca. Mà thời điểm đó thì quý vị cũng biết Châu hồi nhỏ xấu lắm, ôm nhôm nhách nè. Có một cái vở mà trong nhà ngoài phố, suốt một thời gian dài khán giả họ đều kêu Châu là con thằng lằn, là từ cái nó bị ôm nhôm nhách dài thòn à. Thì thấy là đi theo kịch thì có vẻ hợp hơn, bởi vì cái cuộc sống của mình càng hiện đại hơn, nhịp điệu càng ngày càng nhanh hơn, thì mình đi theo kịch hợp hơn. Và thấy một điều rằng là cái gì cũng phải là học, bắt buộc phải học. Với lại thêm một chuyện nữa là thời điểm đó ba với nội là không cho đi theo nghề, bắt phải đi học văn hóa. Đó, cho nên là Châu là lén học trong trường sân khấu, bởi vì để vô trường sân khấu để được học văn hóa luôn, thì cho bà nội thấy rằng là có đi học. Nhưng mà ai là hướng dẫn, ai là gợi không ý, phải ai là đâu chỉ. Hình như là tổ thầy dẫn dắt hết. Bữa đó là đi ngang qua trường sân khấu, thấy mới phát cái thông báo bản chiêu sinh, và mới vô mua đơn để tự thi, lén gia đình mà thi, thi vô và đậu và học. Cái thì bản đậu luôn cả bên trường của văn hóa luôn nữa. Wow. Cấp 3 luôn. Lúc mình tụi em học là trung cấp anh. Trung cấp đúng rồi. Hết lớp 9 là vô là học thêm bổ túc văn hóa là lớp 10. Đó. Tự nhiên thôi, đi ngang trường thấy vậy và vô học và quyết định bỏ bên trường Bùi Thị Xuân là trường văn hóa để đi học bên này. Có nhớ hội đồng giám khảo lúc đó là những nghệ sĩ nào không? Thầy Bá, thầy Tĩnh, thầy Hạp, thầy Trí. Thầy Thành Trí nè, thầy Đoàn Bá nè, thầy Lê Văn Tĩnh. Cô Tường Trân. Cô Tường Trân. Trời ơi. Sợ anh hả? Toàn là những vị mà giỏi không à. Thầy chủ nhiệm là ai? Chủ nhiệm là cô Tường Trân.
thầy dạy kỹ thuật biểu diễn là thầy Đoàn Bá, cô mà dạy tiếng nói sân khấu là cô Mai Thanh Dung, còn cô mà phụ giảng và cũng là chủ nhiệm luôn là cô Minh Ngọc. Thì lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến bốn người đó. Bốn người đó là cho cái nền và chỉ Hữu Châu cách cất nhà, và được có cái nhà như bây giờ là công của bốn người đó đó. Tôi nhớ hồi xưa từ nghệ thuật sân khấu học năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba là không có cái vụ mà chạy xô diễn ở bên ngoài. Kỷ luật ghê lắm, không biết thời của Hữu Châu như thế nào. Bị đứng ở cột cờ hoài à, đứng ở cột cờ hoài à, là tại vì chạy xô. Quý vị có biết rằng là vào thập niên 80 cho đến 85 là Hữu Châu ra trường. Thì 81, 82 có hai người dám đi diễn tấu hề hài hước chú nhộn, kêu là song tấu hài hước, dám đem vô trong trường sân khấu diễn, dám lén diễn mà bị kỷ luật, là Hữu Châu và Hữu Nghĩa là hai người đầu tiên của trường sân khấu dám song tấu hề hước, trốn trường mà đi. Và sau đó thì chính cô Tường Trân lại là người công nhận cái song tấu đó là do cái sự thích ứng của hai đứa nhảy làm. Và sau này mỗi lần đi diễn phục vụ bộ đội hay là phục vụ gì là đều lấy những tiết mục của Hữu Châu Hữu Nghĩa làm để mà đi diễn hết. Mà tiết mục đó là tiết mục mà ngày xưa là bị đứng cột cờ, bị phạt, xém bị đuổi luôn. Tiết mục đó là nội dung gì mà đi diễn được cho bộ đội? Tấu hề hài hước thôi anh. Ừ, nhưng lúc mà... đó là hai thằng đứng nói chuyện thôi chứ không có làm gì. Ồ, khỏe không? Khỏe. Vẫn còn ở chỗ cũ không? Dọn sang chỗ mới rồi. Chỗ mới là chỗ nào? Chỗ mới kế bên chỗ cũ đó. Kiểu vậy đó. Nó, mày bây giờ coi lại thấy nó không cười cũng được luôn á. Thì tại sao mà hồi đó dám làm vậy không hiểu được. Có duyên. Thế thì cái vai diễn đầu tiên chính thức mà sau khi tốt nghiệp ra trường sân khấu, đây có lẽ cũng là một giai đoạn không ít gian nan thử thách, không phải đơn giản để có một vai diễn trong một cái đoàn chuyên nghiệp nào. Hữu Châu thì sao? Hữu Châu thì có một cái lòng tin về cái nghề của mình lắm. Cái lòng tin nó không phải là sự tự cao đâu, mà mình tin rằng là mình sẽ sống được bằng cái nghề này. Bởi vì Châu nghĩ rằng là ngoài cái nghề đó ra họ không biết làm bất kỳ một cái gì hết. Cho nên hồi thời điểm đó chỉ biết đi diễn và đi hát từ nhỏ mà. Rồi vô trường sân khấu cho nên chỉ biết đi hát. Mình không nghĩ là mình sẽ nổi tiếng, nhưng mà chỉ nghĩ là sẽ sống được ở cái nghề này. Cho nên khi ra trường á là đi về đoàn Kim Cương và làm nghề luôn cho tới bây giờ. Với lại cái nữa, ngày xưa thầy cô dạy định hướng cho học trò hay lắm. Cho nên 17 tuổi là Hữu Châu đã đóng vai già rồi. Hữu Châu đã được một cái chị nhà báo phong cho cái chữ là nhất lão. Có phía bên kịch đó là người chuyên đóng vai già, mà Hữu Châu nổi tiếng là nhờ vai già. Và vai già là bây giờ đóng cả trăm vai hơn rồi anh. Ăn không biết bao nhiêu tiền ở cái vai đó rồi. Và những cái vai già đó được hình thành tên tuổi như bây giờ. Cơm ăn, áo mặc, thuốc men, tất cả đều là những cái vai già đó hết. Hữu Châu ơi, vai già thì mỗi người mỗi tính cách. Yeah, đúng. Ông già giàu sang ở thành thị thì không như ông già Ba Tri Bến Tre. Dạ yeah, đúng rồi. Nếu mà liệt kê ra thì khoảng chừng hai bàn tay, hai bàn chân thì đã hết. Làm sao đóng 100 vai mà khán giả vẫn yêu mà không trùng khớp lại? Dĩ nhiên là phải có những cái trùng khớp, bởi vì tuổi già mà. Nhưng nó có những cái khác, nếu như mình tìm được một cái đoạn diễn, một cái lớp diễn đó thì tự nhiên nó sẽ khác với cái vai đó. Ông Năm ở trong Dạ Cổ Hoài Lan, Hữu Châu là một ông già khác. Ông Bảy Hơn ở trong cái phim Mắt Lụa là một cái ông già khác. Nếp nhăn cũng khác. Nói cái này thì cũng là một cái bài học cho các em mà chuẩn bị làm nghề. Cái người mà già mà sống mà cứ tối ngày tính toán mưu mô hại người, những cái nếp nhăn nó dựng lên, nếp nhăn nó sách lên, đuôi mắt sách lên. Còn những cái người mà hiền từ thì nếp nhăn nó nhẹ nhẹ, mỏng mỏng, nó ngang. Còn những người lúc nào cũng khổ sở, ngồi đau rượu đó thì những nếp nhăn nó sụi. Đó là ông già. Ông già khòm lưng khác, bà già khòm lưng khác. Hữu Châu đã từng đóng những bà già. Ông già khòm lưng là ở cái phần vai khòm, hoặc là còng phía trên. Còn bà già là khòm cả dưới này. Nhiều khi tại sao vậy? Vì bà già, xin lỗi, sanh đẻ nhiều. Cho nên cái lưng nó khác, cái còng nó khác. Mấy cái đó mình phải hỏi, mình phải quan sát hết. Mà cái đó không phải là do Hữu Châu giỏi đâu, thầy cô dạy đó. Bác phải quan sát cuộc sống. Thì mình quan sát cuộc sống thì mình hiểu thôi. Mình thiếu cái khả năng quan sát thì cái khả năng diễn xuất nó cũng sẽ kém y như khả năng quan sát của mình. Đúng rồi. Chúc mừng nghệ sĩ Hữu Châu về sự tinh tế đó. Các bạn trẻ có thể rèn luyện và học tập.
Nếu mà nhắc lại cái lịch sử cuộc đời thanh xuân của Hữu Châu, vai nào nói theo sáo ngữ một chút xíu đưa bạn bước lên bục vinh quang của nghề sân khấu? Cái vai mà để cho khán giả nhớ đến Hữu Châu, khán giả khẳng định có một thế hệ tiếp nối, thế hệ vàng của sau giải phóng năm 75 anh, là mấy anh em mình, là cái vai đó. Hữu Châu là vai Lỗ Quý ở trong vở Lôi Vũ. Phượng ơi, cha nói con nghe nghe Phượng. Dạ. Cha mà chạy máu gì, cha tốn tiền lắm con. Có tiền không cho cha vài đồng cho đi thầy thuốc đi Phượng. Ui da, cho cha đi con. Có không con? Đó, thấy ghê không? Ốm nhôm nhất. Đó, Hữu Châu ngày xưa đó quý vị. Lúc này là mới có 22 tuổi thôi. Lôi Vũ á, là một cái vở đầy kịch tính. Diễn cái vai này ở tại sân khấu 5B là diễn mà không có đeo micro, khán giả ngồi chung lẫn, mình đi nhiều cái đi ngang khán giả. Mà Châu đóng vai này đi ngang khán giả chửi luôn á. Chửi sao? Thứ gì đâu đi ngang là ta ghét lắm. Đó là sự thành công của người nghệ sĩ đó quý vị. Ngoài vai trong Lôi Vũ thì còn nhân vật nào nữa? Thì cái đó là được khán giả khẳng định tên tuổi, rồi cộng thêm một số vai như là Thầy Hít hay là Chiến ở trong Yêu Em Đừng Lo. Và sau này thì một cái vai mà người ta giống như là giới báo chí, giới nghệ thuật và quý vị khán giả cũng như là các anh chị đồng nghiệp đều khẳng định là Hữu Châu có thể đóng được chính kịch chứ không thể chỉ đóng hài không thôi. Đó là vai Nguyễn Trãi trong vở Bí Mật Vườn Lệ Chi. Thưa quý vị, đây là một vở cực kỳ gian nan vất vả để ra mắt đến công chúng chứ không phải chuyện đơn giản. Nguyễn Trãi quý vị biết rồi, thì ông có một lịch sử rất là bi hùng tráng. Làm sao để có thể nghiên cứu đến mức độ nào mà cái thần thái ra được cái nhân vật Nguyễn Trãi về Hữu Châu? Để đóng được vai Nguyễn Trãi thì trước nhất là cảm ơn ông trời đã đưa Hữu Châu được làm con của một gia đình cải lương. Bởi vì là con của một gia đình cải lương thì bộ tịch đưa ra phải biết hết. Mà đóng cái vai này thì ngay cả cái bộ, ngay cả cái cách vuốt râu thì cũng phải nó có những cái trình thức, những cái điệu bộ của cải lương. Nhưng mà mình không lấy hoàn toàn của cải lương đem qua thì nó bị lố. Đối với sân khấu kịch thì đem qua mình chắc lược lại, mình sử dụng lại một vài cái mà bên kịch có thể chấp nhận. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, văn phong trong cái vở Bí Mật Vườn Lệ Chi toàn là những cái văn mà có những cái từ ngày xưa, có những cái văn biền ngẫu nữa. Thành thử ra phải là con cháu cải lương phải biết cái cách đọc, nói lối giống như bên cải lương vậy đó. Nhưng đem qua bên mình thì mình chắc lọc lại cho nó có ngữ điệu theo kiểu của bên kịch. Có được như cái đó là một trong những cái hỗ trợ Hữu Châu em có thể đóng được vai diễn này. Và ngoài ra nữa thì tìm những cái tài liệu, mình đọc sách nhiều. Hồi xưa đó, thế hệ của anh Bạch xuống tới thế hệ Hữu Châu trừ sân khấu, thầy cô bắt buộc phải đọc sách. Thì bọn này quen tới bây giờ vẫn còn đọc sách. Cho nên mình đọc sách để mình tìm hiểu về cụ. Quý vị có muốn xem một chút trích đoạn nho nhỏ vài câu của nhân vật không? Sẽ làm lại một câu. Trong cảnh 2 là cảnh mà giữa triều đình mà cụ chống lại thần phi Nguyễn Thị Anh. Bí Mật Vườn Lệ Chi, trích đoạn chỉ có trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Vai Nguyễn Trãi và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Thái hậu nói đúng, trừng trị kẻ giết vua là làm cho thế nước thêm mạnh thêm vững. Nhưng thần vẫn tâu xin với thái hậu một điều nữa: làm lũng đoạn triều chính rồi mưu hại vua, không ai khác hơn là lũ quảng quan lộng quyền thân cận của thái hậu. Chính thái hậu đã tiếp tay cho họ là kẻ giết vua, là lũng đoạn triều chính. Thái hậu không sợ vong linh tiên đế, không sợ mạng tiên, là người đã nhúng tay vào máu đức vua sao? Mà cái cảnh đó là rất nhiều câu như vậy. Cũng cái cảnh đó có một lần sau khi mà được diễn trở lại và diễn phúc khảo thì vừa nói cái bị sáng nó nôn hát đó, té rầm xỉu luôn. Ồ, làm sao để có thể sử dụng bằng một cái giọng quyền lực, đặc biệt là âm thanh khủng khiếp như vậy? Cái giọng này nè, diễn về đó nhưng mà tối về vẫn uống nước đá. Ờ, bình thường lắm, cái này em nói thiệt. Cái thứ hai nữa là cái da mặt đánh cái gì lên cũng không có bị dị ứng. Cái hơi này á là con cháu cải lương mà cha mẹ ông bà ngày xưa hát bằng hơi bụng, hát bằng cả cái buồng hơi bằng phổi mà. Rồi cũng có học một chút xíu cái cách lấy hơi bên hát bội,
rồi cộng thêm đã được học ở trong trường sân khấu và mình tập thì cái hơi là nó như vậy thôi. Nhắc đến hát bội thì chắc có thế hệ trẻ ngày nay cỡ 9X, 8X đều đã xa lắm rồi. Nó nằm trong sách, trong lịch sử mà thôi, chứ ít có dịp xem trực tiếp như thế này. Một câu hát bội đi. Để nói cái này theo cái kiểu cũng là cái hơi của hát bội, nhưng mà cái câu này là trong cái vở của anh Thành Lộc dựng, vở Tiên Nga, đóng vai Võ Công. Quý vị đang thấy cái hình kia kìa, thấy chưa? Thấy có giống Hữu Châu một chút xíu nào ở đây đâu. Xin đọc lại cái của Dương Tử Trực với Võ Công. Thì xin phép. Sắp làm quan thì phải biết thú vui chơi cho rỡ mặt phong lưu cùng thiên hạ, biết rượu, biết cờ, biết thi, biết quả, thu nào vui bằng rượu thanh với thi thần. Nhớ ngày xưa Ly Bạch đại thi nhân, độn thế sự bôn đào trong ngân rượu, dục pha sầu thành duy hữu tử, giữ ngã đồng tiêu dạng cổ sầu. Cái giai đoạn để trụ lại với EDCAP là như thế nào? Từ năm B Võ Văn Tần rồi sau đó là EDCAP thì nó là một quá trình như thế nào? Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu thì về đoàn Kim Cương, diễn ở đoàn Kim Cương được mấy năm thì bắt đầu tình hình sân khấu lúc đó không có còn được như ngày xưa. Bắt đầu Hữu Châu mới đi ra đi tấu hài, là đi với Hữu Nghĩa. Hai đứa đi chung với nhau rồi đi một thời gian, sau đó hai đứa tách ra vì tên tuổi hai đứa bắt đầu cũng tương đối, cho nên mỗi đứa nhóm. Rồi cái Hữu Châu lại đi một nhóm, xong cái lúc đó Minh Nhí cũng mới lên, cái thôi kết hợp đi với Minh Nhí là đi tấu hề thôi. Đi tấu hài là để kiếm sống, để mà mình nuôi cái nghề của mình. Thì khi mà nhà hát của mình mời về làm kịch dài thì xuống phóng về làm liền. Nhưng rồi lại đi tấu hài cho đến năm 97 thì EDCAP thành lập, thì bắt đầu mới về làm việc với EDCAP luôn cho tới bây giờ là hai mươi mấy năm. Còn năm B là em chỉ về năm B có mỗi cái Lôi Vũ thôi. Dạ. Và những cái vai nào ở EDCAP đã tạo nên ấn tượng của Hữu Châu đối với khán giả? Xin lỗi, cái này nói thật, hầu như những vai diễn của Hữu Châu tại sân khấu EDCAP là khán giả đều thích. Và trong đó có những cái vai mà khán giả nhớ hoài. Sẵn đây cho em được nói cái điều này là ông Nguyễn Trãi là ông Nguyễn Trãi, ông Lý Đạo Thành là ông Lý Đạo Thành. Diễn hai ông dễ giống nhau lắm. Nhưng mà Hữu Châu nghiên cứu, một ông thì mất chức rồi, một ông thì coi như là cáo lão quy điền mà là nhà thơ nữa, cho nên cái bước chân của ông Nguyễn Trãi nhẹ lắm. Còn một ông là đương thời đương chức thái sư, cho nên còn nắm quyền và quyền sanh sát dưới vua thôi, trên tất cả. Cho nên bước chân ông đi rất mạnh. Sân khấu rộng mênh mông nè, bây giờ bước chân Nguyễn Trãi và bước chân Lý Đạo Thành đi quý vị. Ví dụ như ông Nguyễn Trãi đi thì chỉ nhẹ vậy thôi, khấu kiến thái hậu nhẹ vậy thôi. Ông Nguyễn Trãi thời điểm đó cũng giống như một ông tiên vậy, một nhà thơ, một nhà văn, cáo lão quy điền rồi không còn chức tước. Còn ông Lý Đạo Thành thì cái vạt áo vậy mà ông Lý Đạo Thành bước đi bước mạnh cái gì đó, cái kiểu như vậy. Thì khác nhau là mình phải nghiên cứu những cái đó thì tự nhiên những cái vai diễn của mình nó sẽ có khác nhau. Mới đây thôi, trong vòng 30 giây là thấy hai con người khác, không có liên quan gì với nhau hết rồi. Hữu Châu thân mến, bây giờ Hữu Châu kể tiếp. Còn một thiếu những cái nhân vật mà đối với tuổi thiếu nhi mà 1 tháng 6 trung thu thì thôi. Trời ơi, đòi ba đòi mẹ bắt đi cho bằng được, không đi là khóc, không chịu ăn, không chịu học, không chịu làm gì hết luôn. Khoảng 10 năm nay thì các em thiếu nhi bắt đầu thương chú Hữu Châu, thương lắm. Chứ 10 năm về trước là con nít nó gặp Hữu Châu nó sợ lắm, nó sợ lắm. Bởi vì chương trình ngày xưa đóng nè, mẹ cám nè, bò cạp diêm vúa nè, chúa quỷ không nè. Có cái thì chúa quỷ, cái qua cái khác cái đổi ngược thành quỷ chúa. Đó, mà đóng toàn những vai ác. Con nít nó sợ lắm. Thậm chí mà anh Bạch có biết rằng là nó xem suốt sáng rồi thì mình tẩy trang mình mới đi xuống. Đi xuống thì đi ra, cái thì nó vừa thấy nó nín khóc. Cái mẹ mới nói chú Châu ơi, nó không chịu về, nó đòi ở lại để chiều nó coi nữa. Cái nhìn nó là đi về là nín khóc, đi theo mẹ đi ra. Xong cái mẹ mới xin cái số điện thoại, anh chị đó bây giờ đi định cư rồi, thì xin chú Châu cho em xin anh Châu cái số điện thoại, em hứa là em không làm phiền anh Châu đâu, nhưng để khi mà nó có cái gì chỉ cần em gọi anh Châu nói một tiếng
trong điện thoại để cho nó nghe lời. Người ta mới có đứa con người ta cưng lắm. Cái một bữa đó gọi điện thoại: "Chứ anh Châu ơi, giúp em, nó không ăn cơm anh Châu ơi." Rồi rồi rồi, em đưa ba đây nó, em đưa ba cho nó. Thì đưa ba cái nó ăn cơm, không ăn nguyên ăn cơm là nó ăn một hơi. Cái mẹ nó nhắn tin: "Em cảm ơn anh, nó ăn hết trơn." 10 năm về sau thì sao? 10 năm về sau này thì bắt đầu đóng những cái vai mà hiền hiền thì nhiều. Nói chung là con nít nó thương lắm anh, nó thích lắm. Mà mình đóng mấy cái này thì mình cảm thấy mình trẻ lại. 54 tuổi chứ mà mỗi lần đóng thiếu nhi cũng nhảy cà tưng như mấy đứa con nít đó chứ. Mệt lắm đó chứ không phải không mệt đâu. Mà phải làm như mẹ ăn cám nhảy quanh giếng. Chắc ở đây đều nhớ cái mà bông bông bang bang, nhớ cái đó phải không? Là nhảy quanh giếng là xong một cái là thành Lộc Vũ Châu là thở như vậy thiệt luôn á. Bây giờ là câu đố của anh dành cho Vũ Châu. Dạ. Yeah. Trên màn hình sẽ là cái đồng hồ 60 giây. Em đoán được trước 60 giây á thì người đó sẽ xuất hiện ngồi bên cạnh em. Dạ. Yeah. Bắt đầu. Đây là một thành viên của nhóm hài 4H thường xuất hiện trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Chưa hết, tên của nam diễn viên này lót trùng với chữ lót của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Hữu Nghĩa. Chắc bao nhiêu phần trăm? Chắc bản thân 100% hay 90%? 100%. 100% thì hãy đi ra đi. Chào đón về bạn thân của mình kìa. Đó, cái nhân vật mà kể cái thời tấu hề, tấu hài từ nãy giờ không biết ngồi trỏng em có nghe không đó. Là em không đó. Hồi đó ai có ý tưởng tấu hài đầu tiên? Hữu Châu. Em là bị dụ. Trời ơi. Dạ mà mày. Gái mới lớn. Nói Nghĩa ơi, rảnh không? Hai anh em đi diễn tấu hài. Tấu hài là sao? Rồi cứ đi coi chú Bảo Quốc tao diễn mà biết liền. Rồi, hai bắt trước. Hai thằng kỷ niệm. Trên từng cây số đúng không? Đúng rồi. Kỷ niệm nào mà hai anh em trên chặng đường tấu hài á mà khó quên? Nghĩa có cái chiếc mobilet của ba Nghĩa để lại. Cái yên nó thấp vậy hả anh? Yên sao thấp vậy, ghế gì? Từ nhà qua lao động đi qua cái chỗ khác thì ngừng đèn xanh đỏ, thì cái yên ngồi đau quá nó mới đứng dậy. Nó chở em. Mà em đứng giữa xe. Đứng giữa ngã tư vậy nè. Trời đất ơi, đèn xanh nó chạy cho em đúng giữa đường vậy ta. Đèn xanh nó chạy cho em đúng giữa đường vậy ta. Ngồi cho yên đi. Phải đau. Cái đó còn tao. Đó, rồi cái lúc nó quay ngược trở lại rước đi. May mà còn phát hiện chứ đến nơi không đúng. Có màn diễn. Nghĩa thì diễn ở bên kịch Sài Gòn, em thì diễn bên kịch Idicap. Nhưng mà có chuyện gì buồn cái kéo nhau đi nhậu tâm sự. Không, ngoan cho chuyện đó cất đi, chuyện hồi nhỏ trước đi. Nhớ nói đi. Chuyện nhỏ nhỏ là chẳng hạn như là lúc trước á, là Hữu Châu á, là biết uống cà phê trước Hữu Nghĩa đó nha. Cầm cái ly cà phê pha sẵn rồi, có đường ngọt đàng hoàng rồi đó, ực vô một cái trong đầu mình cứ nghĩ là ly nước trà. Mấy ông này thì uống cà phê thì nhấp từ, đúng từ rồi từ. Ta thưởng thức à, còn ổng ực vô tim ực lên vô. Mệt tim. Trời ơi Châu, sao tao mà kỳ quá Châu, sao cái tim tao kỳ vậy, chết. Hồi đó ngủ á, Hữu Châu ngủ á thì mặc quần xà lọn cao thùng ngủ, còn ổng á ngủ á nguyên bộ pyjama, rồi ổng mang vớ sức dầu với lòng bằng chân sức rồi ổng làm ghê lắm. Hồi xưa ổng ngủ làm dữ dội lắm. Trong vỏ của Hữu Nghĩa là đầy đủ đồ chơi hết á. Đi xa mà dầu gió này nọ để an toàn, cả đồ ăn cũng vậy nữa. Bây giờ sẵn nói đạch nghe luôn, mẹ của em là luôn luôn là đồ ăn gào mên rồi quay mặt chỗ khác vậy, đem vô trong trường đó, đem vô. Rồi em là một người cũng nghĩa là đam mê nghệ thuật mà anh. Uh-huh. Đó là mình cũng thể hiện tập tành vai diễn của mình, ngó lại chút nữa cơm không à. Hả? Cơm đồ ăn để chung rồi xong không? Mà đồ ăn không có. Ui, chuột chạy hay sao? Thì bởi vậy đây. Đó. Hả? Móc ăn hết. Sao nghe nói chửi. Rồi tánh cơ Nghĩa hồi xưa đó là ai mà cầm sâu chìa khóa bị Nghĩa đi đem biết bao nhiêu một chùm chìa khóa luôn anh. Chìa khóa phòng, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, chìa khóa cổng. Mà ai mà cầm chìa khóa của Hữu Nghĩa mà lắc ngay mặt là hơi Hữu Nghĩa quạo, Hữu Nghĩa không có cho. Ông sợ xui. Lớp em còn đứa tên Hữu nữa là Hữu Vũ. Vũ. Nghĩa nó khoái lắc chìa khóa lắm. Mày lắc chìa khóa. Cái Nghĩa đang tập cổ điển ở trên sân khấu, cái Vũ cầm chìa khóa lắc. Cái Nghĩa trên này đang tập xong, Nghĩa dòm xuống: "Ê, đừng giỡn, đừng lắc chìa khóa." Cái ngồi đây cái ngó Vũ. Cái bắt đầu Vũ lắc nữa. Nghĩa nói: "Mà tánh của Nghĩa nghe, tao không thích nghe là nó còn bình thường. Còn tới chừng mà thấy Hữu Nghĩa mà nó dày là thôi, nó quánh á. Thiệt. Nghĩa nó cọc ra kia mình thấy tai Nghĩa dày là nó quánh á. Bắt đầu: "Tao không thích nghe." Là thằng kia dưới dẫn lắc. Trời ơi, hai thằng đánh lộn. Giờ qua giờ lại em chạy về nhà em rồi. Đúng.
Rồi cái hồi mà đánh kia đã đời hỏi ai xuống vậy? Hữu Châu. Mất tiêu rồi, trốn mất tiêu rồi. Nghỉ luôn nguyên một ngày, đâu có dám vô học mà vô nó quánh. Cái chuyện xưa xong rồi, cái chuyện gần đây trở lại với Hữu Châu nè. Hai thằng bữa đó buồn quá buồn. Không biết buồn cái chuyện gì. Gọi điện thoại Nghĩa mà đánh không? Gặp nhau nó buồn quá. Rồi, đứa nào hát xong ra điểm đó trước, ra uống bia. Thì mình là người cần trúc tâm sự, mình đang buồn phải không anh? Thì khi mà nó ngồi xuống nó gặp mình thì phải xã giao hai ba câu. Rồi xong xuôi rồi mới nói, ủa mày buồn gì mày kể tao nghe. Đúng, nó phải đúng, nói của nó thì mình mới rồi. Đề ba mình vô đúng, chuyện mới nhập đề vô được. Đằng này vừa ngồi xuống xã giao qua hai ba câu xong xuôi cái mình cũng hỏi lại mày đóng đài mày làm sao. Hỏi lại nó vậy cái bắt đầu nó kể chuyện nó không anh. Trong cái bắt đầu cái quán nó đóng cửa, nó đuổi cái hai thằng đi cái quán khác. Nó kể chuyện nó tiếp luôn. Xong cái quán nó đóng cửa khuya rồi, đuổi đi qua quán khác. Đi ra cái điểm mà cuối cùng là bên hông chợ Sài Gòn. Lúc đó 5 giờ sáng rồi. Hai thằng vẫn còn ngồi đó. Mà cũng là chuyện của nó chứ. Trời em ơi, chưa có chuyện gì cái của chuyện em hết gì mà 5 tập vậy Hữu Nghĩa. Thôi mà tôi về nghĩa, cái về. Về cái 2-3 bữa sau gọi nó. Ê ê, hôm bữa mày nói mày kể tao chuyện gì. Cái tức quá rồi. Thôi mày, tao kể nữa, giờ tao quên chuyện tao rồi. Tao không nhớ nữa, bây giờ mày muốn tao kể chuyện mày nè. Không mà tại ông này nữa. Ông này gì? Ông không nhảy mày, vô đúng, đúng không? Rồi, quá lịch sự sao sao nữa kể nghe coi. Trời ơi, bây trời giờ. Ê, bây giờ cái chuyện của mày nó buồn hơn chuyện tao, thôi tao nín chuyện tao. Đúng không? Thì thôi nói thẳng đi nó thôi. Nhưng mà mình con người mình phải sĩ diện, bạn mình nó cần mình. Đúng. Đúng không? Đúng mình, rồi. Mình ra mình quên cái mục đích bạn mình nó cần mình cái ích kỷ mình nghĩ chuyện mình không à. Thôi mình đè mình kể chuyện mình không rồi lúc cuộc. Ai kêu mà xã giao thì mình đây xã lan. Vậy nè, tôi biết hai tính cách hai người rồi. Trong lúc đi tấu hài mà cái gì mà không thống nhất chắc chắn là có đúng không? Tụi em được cái là tụi em có giận nhau. Ồ. Nhưng mà sau lưng là không bao giờ đứa nào nói xấu đứa nào, vẫn quý nhau. Thật sự bây giờ phải nói vậy. Đây là một người bạn mà Hữu Nghĩa phải nói là cũng học hỏi ở Hữu Châu rất nhiều. Vì Hữu Châu là con nhà nòi, em chỉ là đam mê nghệ thuật thôi. Và em đến là một cái sự vô tư. Do đó em sẽ không kỹ lưỡng trong cái chuyện sắp xếp vai diễn của mình, quá trang hay phục trang. Nhưng chính Hữu Châu, đôi khi người ta nói là không thầy đố mày làm nên không. Nhưng mà phải nói rằng là học thầy không thầy học bạn. À hay quá. Tức là Hữu Châu cho Hữu Nghĩa rất là nhiều điều. Ví dụ như cả cách quá trang vậy nữa. Thi cái môn quá trang á, ngồi kế Hữu Châu. Rồi cô đi ra ngoài cái là quay mặt cho tao vài nét chấm phá đi. Rồi quay vô thì cũng bị trừ điểm à. Kỳ vậy? Tại vì nhìn cái nét này là cái nét của Hữu Châu chứ mày Hữu Nghĩa. Luôn cả cái chuyện mà chẳng hạn như thể hiện vai diễn vậy nữa. Là Châu cũng giúp cho Hữu Nghĩa. Tức là đó, câu cú như thế nào, nhấn nhá làm sao. Yeah. Bây giờ Hữu Châu á là đang làm giảng viên môn tiếng nói sân khấu mà. Đó thành ra cái giọng nói của Hữu Châu rất là chuẩn mực. Hữu Nghĩa mà có được cái giọng nói ngày hôm nay cũng nhờ thầy cô là một rồi. Bên cạnh đó là cũng nhờ là Hữu Châu chỉ dẫn đó. Học qua học lại đó. Cơ duyên nào Hữu Châu trở thành người thầy truyền cái kiến thức của mình cho thế hệ trẻ? Hồi cách đây 10 năm cũng có một vài trung tâm mời đi dạy. Mà lúc đó thì mình chưa có tự tin lắm về bản thân mình, cái kiến thức của mình để mình truyền cho người ta. Cho nên là chỉ biết được cái gì thì chỉ thôi, chứ không nói là dùng chữ dạy. Cho nên những cái lớp đó là hãy gọi là anh chứ đừng gọi bằng thầy. Thì sau này Minh Nhí mới rủ mấy anh ơi mở lớp dạy cho bên Hồng Vân. Thì cái lớp đầu tiên là 2010 và đồng ý cho mấy em nó gọi là thầy, dạy luôn tới bây giờ cũng nhiều. Còn bây giờ thì tại sao Hữu Nghĩa và Hữu Châu mỗi người có một lối rẽ? Nghĩa bây giờ cũng là thầy giáo, Nghĩa là dạy về kỹ thuật biểu diễn. Wow. Nghĩa dạy trường sân khấu và dạy cho bên Hồng Vân. Thời gian sau này thì vấn đề mà tấu hài không còn được như xưa. Thì Nghĩa thì cộng tác ở bên sân khấu kịch Sài Gòn bao nhiêu năm nay. Nghĩa cũng ở yên bên đó, Hữu Châu cũng ở yên bên này. Cũng đều là trong nghề với nhau cả, chỉ có cộng tác hai sân khấu khác nhau thôi. Nhìn lại chặng đường mà hai anh em đã đồng hành với nhau, đã gắn bó với nhau, cái điều gì còn động lại? Hoặc là nếu cho hai bạn vừa tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu trở lại thì các bạn có cái mong muốn khác như ngày xưa hay không? Hay là vẫn là như vậy? Bản thân Châu thì rất thích hồi xưa. Không phải chỉ hai anh em không mà cái không khí học ngày xưa. Ra trường và lúc đó là tụi này không có được mà thông tin như bây giờ đâu. Tụi này là phải bằng thực lực thiệt mới được như bây giờ, mới trầy được nổi tiếng. Chốc dãy. Đúng nghĩa là trầy di tróc dãy, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới được như bây giờ, chứ không phải như chuyện chơi đâu. Thì hỏi lại thì bây giờ muốn như thế nào là cũng muốn y như ngày xưa, cũng được học các thầy các cô như thế, tốt nghiệp ra trường
cũng bươn chải như thế. Thì Hữu Nghĩa cũng giống như Hữu Châu. Ngoài tình bạn của Hữu Nghĩa Hữu Châu thì còn rất nhiều. Chẳng hạn như là Quang Minh, Hồng Đào, Lương Mỹ. Còn một lớp với nhau. Một chặng đường rất dài và đôi khi nhìn lại thì rõ ràng là tình bạn của tụi Nghĩa ngày xưa, dù là cái thổi hàng vi, chưa gọi là mình định hình được mình như thế nào, chưa tạo được một cái vị trí đúng nghĩa, chưa tạo được một cái tên tuổi, nhưng mà cái tình bạn luôn luôn gắn bó với nhau. Đó, hai thằng anh Nhật Cường với Nhật Cường Phước Sang là hai đứa em. Thì cái sự là nhiều khi trong túi mình á là không được nhiều tiền đâu, nhưng mà cần hỗ trợ nhau, cần chia sẻ với nhau thì sẵn sàng giúp, giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa còn nhớ là Hữu Châu nói vậy thôi, chứ thật sự là Hữu Nghĩa mới là người ham vui. Khi mà đi lưu diễn ở đâu đó, thời mà sinh viên mà còn đi phục vụ gì nọ đó, tới nơi cũng ham đi chơi, thì Hữu Châu có nhắc Hữu Nghĩa nói: diễn xong đi, mình làm xong việc đi rồi tối mình vẫn đi chơi vẫn được mà. Những điều đó Hữu Nghĩa vẫn nhớ, và Hữu Nghĩa rất cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã luôn luôn giống như là vừa là một người bạn, mà giống như cũng là người ta nói thiệt, Nghĩa nhớ con này hoài, học thầy không tài học bạn chỗ đó. Đó là Hữu Châu nhắc nhở Nghĩa phải chừng mực hơn trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp của mình, làm sao mà nó đâu đó chỉnh chu. Thì nếu như Hữu Châu là người bạn lớn của Hữu Nghĩa thì ai là người bạn lớn của Hữu Châu? Hữu Nghĩa. Bây giờ thì hai anh em đứng lên đi. Đây là cái tình cảm của Hữu Châu sẽ gửi đến Hữu Nghĩa. Bởi vì những chặng đường này nếu họ không có nhau, có thể họ sẽ khác. Xin được nhờ Hữu Châu gửi tặng đến người bạn thân thiết của mình. Lần đầu tiên tặng hoa cho bạn. Một tình bạn thật tốt, một tình bạn mãi mãi, một tình bạn ba mươi mấy gần 40 năm. Ngôi sao đương thời xin cảm ơn quý vị. Hãy tiếp tục cùng đồng hành với Hữu Châu và Thanh Bạch nha. Xin cảm ơn Hữu Nghĩa. Cảm ơn bạn. Mình đến tay vô đi. Một, cảm ơn nhiều nha. 2, 3. Yeah. Ok. Mời quý vị đến với ca khúc Trò đùa của Tào Hóa, ca khúc chủ đề trong bộ phim điện ảnh Lô Tô. Sinh ra phần mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài, âm thầm chịu bao đắng cay cay đắng. Mình không nên bao giờ đời tôi rồi sẽ đi về đâu. Khi quanh tôi thấy giang là tiếng chê bai, cười đùa xa lánh, tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chia xa ngàn khơi. Thế sao người để tôi sống yên bình? Mình không đến bao giờ sẽ đi về đâu. Khi quanh tôi thấy giang là tiếng chê bai, cười đùa xa lánh, tình yêu tôi vẫn đi tìm, gục chết sang ngàn khơi. Thế sao người để tôi sống yên bình? Thế sao người để tôi sống yên bình?
xin cảm ơn nữ ca sĩ Cẩm Tiên, một thí sinh rất được yêu mến trong chương trình Ca sĩ Thần Tượng 2020. Cảm ơn bạn đã mang lại một cảm xúc vô cùng đặc biệt cho đêm nay. Xin cảm ơn em. Nhưng riêng với Hữu Châu thì có lẽ là trào dâng cảm xúc khi mà nhận được một cuộc điện thoại là mời tham gia vai Lệ Liễu trong bộ phim Lô Tô. Đọc kịch bản xong bị cảm động ở cái nhân vật Lệ Liễu này, vì vậy cho nên quyết định là nhận vai. Nói thật là đối với cái vai Lệ Liễu á, khi mà Hữu Châu ngồi coi lại đó, có những lúc là muốn khóc, là tự vì mình, ông Tổ quá thương mình để mình có được một cái vai mà gọi là vai hay của cuộc đời mình. Cuộc đời làm diễn viên mà ở bên phim điện ảnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thật sự coi lại thì thấy tác giả viết, tác giả ưu ái cái vai này, và mình đã làm tròn những cái gì mà tác giả muốn. Đến bây giờ Hữu Châu đi ra đường, đại đa số bây giờ kêu Hữu Châu là dì Liễu. Ngay trên Facebook Hữu Châu nữa, lâu lâu Châu đăng cái hình này lên là ai cũng nhào vô: dì Liễu khỏe không? Cái hình tượng dì Liễu này đã được khán giả thương rất là nhiều, và cái điều đó là một điều rất là hạnh phúc. Bây giờ ngồi coi lại cũng rất là cảm xúc. Hữu Châu thân mến, có lẽ giây phút này có một câu hỏi mà không thể không nhắc đến, đó là thời của Thanh Minh, Thanh Nga. Yeah. Khi mà làm cái phim Lô Tô, là đi theo đoàn Lô Tô, đi đến điểm này, điểm kia, điểm nọ diễn, thì thật sự mà nói, nhất là quay những cái cảnh đêm, sân khấu Lô Tô bắt đầu lên đèn, đứng từ xa nhìn nhớ hồi xưa đi theo ba má đi hát lắm. Nhớ tất cả các cô chú ngày xưa luôn ở trong đoàn Thanh Minh. Mà tự vì ngày xưa nội sống rất là tốt với nghệ sĩ, với anh em nhân công trong đoàn, cho nên đến bây giờ vẫn có những nghệ sĩ, vẫn có những người vẫn còn qua lại đối với gia đình, xem như là trong nhà, xem như là trong gia đình vậy. Ngày xưa Hữu Châu coi vậy chứ là được các cô chú nghệ sĩ ẵm bồng. Như hồi xưa má giàu cũng có ẵm, chú Thanh Sang thì cũng có cho ngồi lên đùi, ba Thành Được, ba Hữu Phước, vân vân. Thì các cô, các chú bây giờ vẫn còn những người phải nói thẳng ra, nói đúng ra là trung thành, cẩn cẩn với bản hiệu Thanh Minh, Thanh Nga. Trong giây phút này, không biết có một người nào của đoàn Thanh Nga hồi xưa mà Châu còn biết, hoặc là hôm nay khi nghe Hữu Châu có mặt ở đây cũng có đến với phim trường này không? Có. Wow. Có một nghệ sĩ của bản hiệu Thanh Minh, Thanh Nga, bản hiệu Dạ Minh Châu. Ngày xưa khi mà vừa sanh Châu ra thì nội trúng số, nội mới lập một cái đoàn hát đặt tên là Dạ Minh Châu, và cũng là Thanh Minh, Thanh Nga 2. Trong đó có một nghệ sĩ cũng hát bên đoàn 1, hát bên đoàn 2, và giống như là ruột thịt trong gia đình của Hữu Châu vậy, giống như là em của má ba, má ba Nga. Đó là ngày xưa Hữu Châu được cô cũng ẵm bồng, cô cưng lắm, đó là nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh. Con mời cô. Mời cô lên đây. Dạ. Đúng. Cô vừa xúc động vừa rung luôn. Lâu quá rồi không có xuất hiện trước đám đông, cho nên cô nói là cô hơi rung. Cảm ơn chương trình, nhất là cảm ơn Hữu Châu. Từ dạ, năm 1982 tới giờ tôi mới được một cái cơ hội là đứng trên sân khấu, cầm cái mic nói chuyện. Tôi là một nghệ sĩ, tôi là một người lính của đoàn Thanh Minh, Thanh Nga. Tôi vừa đi hát và học hát tại đoàn trên 10 năm. Mình với Châu hồi nhỏ đâu có kỷ niệm gì đâu. Châu còn nhỏ xíu mà kỷ niệm gì Thanh Bạch? Kỷ niệm là ẵm. Không có. Có một cái là cái cậu ấm này, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi của bà hội đồng là mặc không phải như những đứa trẻ bây giờ. Chỉ mặc bộ đồ bà ba KT màu trắng. Bên cạnh cậu có người đút cơm, có người dẫn đi chơi, nghĩa là cậu ấm biết bao nhiêu người chung quanh để mà hỗ trợ. Mỗi lần anh hai là anh Hữu Thình đi làm về, hoặc là xách cái cặp ở trên lầu đi xuống, là mình đợi mình hốt đại Châu mình ẵm lên. Tôi gì biết làm gì không? Đúng là cái người suy tính đủ thứ. Ẵm lên: anh hai về, anh hai về, ba về kìa Châu, ba về kìa Châu. Anh hai móc túi ra đưa 5.000, 5.000 hay 5 đồng hồi xưa. Nhưng mà chị Lệ, mẹ của Châu, vợ của anh Hữu Tình, cho má đi, cho má đi. Rồi chị Tư, rồi bà Vú, những người bu xung quanh. Nhưng mà Châu không, để vô trong ngực, cho gì anh.
Bao nhiêu năm trước là như vậy. Khi mà tôi suy nghĩ về Châu thì tôi nghĩ như vậy, tội nghiệp. Bây giờ lớn rồi, nhưng mà trên vai còn một cái bổn phận. Bổn phận đối với mẹ và các em, rồi cái trách nhiệm đối với cái gia tộc, cái truyền thống của cải lương này. Nhưng mà còn dang rộng đôi tay ra, coi như là thiện nguyện đối với không phải riêng tôi mà đối với mọi người, những người khó khăn ấy. Bởi vậy tôi nói với các con tôi, nếu mà có kiếp sau, má cũng nguyện làm cái người lính già của đoàn Thanh Minh Thanh Nga tới chết. Hát nè. Hát một câu thôi. Bây giờ chọn cái vai nào đây? Giờ gì anh hát cái câu bữa đó, Qua Một Lan đó. Lý Quỳnh ơi, có những buổi chiều vàng thoi thóp nắng, ai có nghe trong ấy tiếng tim đau, hay có những đêm trời trở ánh sao rơi, có dòng lệ rạc rào tuôn chảy mãi, lời muốn nói sao đôi môi khép lại, mà nói gì đây, ai hiểu được lòng ta, trong tất gan nhưng nó mấy dầm quang hà, ngày dằn vặt như là muôn thế kỷ. Không, anh không bao giờ biết được chuyện tình riêng của ai cả, thì đừng vội khinh rẽ chuyện tình của Lương Sơn Ba. Chúc anh đại. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều. Đây là của chương trình gửi tặng cô. Dạ. Tôi dịp trước anh xin cảm ơn chương trình và cảm ơn những người có mặt hôm nay. Rồi trước nhất là cái mà không cần cảm ơn và sẽ nhớ mãi muôn đời là thầy Hữu Châu, bạn Thanh Bạch. Nhớ một kỷ niệm không quên trong cuộc đời của tôi. Và thay mặt chương trình Ngôi Sao Đương Thời, Thanh Bạch xin gửi đến Hữu Châu bó hoa tươi thắm để ghi dấu cái kỷ niệm ngày hôm nay với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút tràn đầy cảm xúc, những kỷ niệm buồn vui với nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh, phát sóng hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 tối thứ ba và phát lại vào trưa ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sự trải lòng về con đường nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã khép lại với đầm đầy cảm xúc. Nối tiếp điều ấy là những câu chuyện của đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập. Hồi xưa em học có hay văn nghệ trong trường được không? Phải nói rằng là hồi xưa là em chuyên cầm đầu về mảng phong trào. Em dùng từ cầm đầu là bởi vì sao? Tại vì em lo em làm phong trào mà em không lo học. Rồi rốt cuộc kết quả làm sao? Dạ trung bình. Ba mẹ em không có ủng hộ em đi theo con đường làm nghệ thuật. Vì ba mẹ thấy rất là nhiều người nghệ sĩ quá vất vả. Dạ không phải là thấy nghệ sĩ vất vả, mà cái đợt mà em còn đi học á, em tổ chức quay phim ma trong trường á, cái mẹ em bị mời phụ huynh. Hả? Đón xem tập 14 chương trình Ngôi Sao Đương Thời vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.